chưa mà bào nhanh với cô. Mình chấm với mắm hả? Mắm 5.000 nhiều ghê á. Làm gì cơ? Dạ. Nấu canh chua cũng ngon ha. Chua cũng ngon mà sao mở cô quay mà. 10.000 mua 1.500. À. Này chấm với cá kho. Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại thành phố Vị Thanh của tỉnh Hậu Giang. Và đây là một cái bên là người bạn của Bùi Hồ. Đây là Toàn. Nghe Toàn kể rằng đây là một cái khu chợ mà nhóm từ lúc 12 giờ khuya cho đến 10 giờ sáng mà nghỉ. Vì sao cái khu chợ này nó lại nhóm sớm như thế hả Toàn ha? À, ở đây thì bà con miền Tây mình á thì thường là có giống như những nhà trồng rau, hành cải, trồng một số cái loại nông sản như bầu, bí, mớp gì đó. Thì bà con mang ở trong vườn buổi chiều ngày hôm trước người ta đã thu hoạch xong rồi tối người ta lại mang ra đây người ta bán. Bán để mỗi một người thì có một cái phân, một cái lô vậy á. Giống như người ta có gì thì người ta sẽ bán đấy, giống tự cung tự cấp. Sau đó thì những tiểu thương, những cái người dân á thích đi chợ sớm để thưởng thức cái không khí ở miền Tây á thì người ta sẽ đi chợ buổi sáng sớm này. Và khoảng 10 giờ sáng thì những cái người mà ở đây người ta sẽ không được bán, người ta phải dọn. Nói chung là còn cái gì cũng phải bán cho hết. Giống như lúc đó, tới lúc đó là giá nào người ta cũng bán á để người ta đi về. Tại vì tới đó là ban quản lý chợ sẽ giải tán cái chợ này để những cái tiểu thương ở trên á thì họ sẽ bán. Cái chợ này tên chính thức là tên gì mà anh nghe em gọi một cái tên khá là thân quen ở miền Tây mình, đó là chợ Trần Phở. Tên chính thức là tên gì? Ở đây thì bà con mình hay gọi là chợ trung tâm thành phố Vị Thanh, là chợ Phường 3. Nhưng mà với những người mà ở xa đến hoặc là những người ở miền Tây mình á thì có một cách gọi rất là biệt là chợ Trầm Hổm. Duy nhất ở miền Tây, tại vì người ta bán, người ta ngồi Trầm Hổm nên từ đó mà có cách gọi là chợ Trầm Hổm. Mỗi một người thì anh thấy ngồi trên ghế hoặc là ngồi Trầm Hổm á. Nên nó có cách thấy như vậy. Cái cách người ta bày bán rất là lạ đúng không? Hai bên là hai bạn hàng ở giữa thì để những cái mặt hàng mà họ buôn bán. Và đa số là các mặt hàng ở đây là từ miền sông nước hết ha Toàn ha. Như là từ cây gì mà thường này có đọt trọi nè, rồi củ hủ khóm, này cũng có củ hủ khóm đặc sản của Hậu Giang nữa. Củ hủ khóm. Thậm chí là có mồng tỏi, một cái loại mà hôm qua thưởng thức ở nhà Toàn rất là ngon luôn. Để cho cô bác hiểu thêm một cái khu chợ rất là độc đáo ngay tại thành phố Vị Thanh, một ngay tại trung tâm luôn nha cô bác quý vị. Nhưng mà cái chợ này nó mang một cái nét đặc trưng của vùng quê và đặc biệt là của miền Tây mình. Bây giờ mời cô bác quý vị cùng Bùi Hồ cũng như là Toàn đi tham quan một vòng cái khu chợ này nha. Cái khu chợ này thì những cái giải như thế này nhìn rất là đẹp luôn ha Toàn ha. Phân lô kìa. Phân lô kìa. Người ta vẫn cho bán đến 10 giờ thì bắt buộc phải dẹp thôi ha. Đúng rồi. Một số ở đây có một số cái sạp anh trên đây nè. Sạp trong cái dựa người ta mình ta bán. Một số là cũng có những cái người mà trong nông thôn mình ở trong quê mang ra bán. Thì những cái sạp như thế này là ở có sạp nè, sạp dưới này nè. Nhưng mà cái sạp họ cũng làm rất là tạm bợ từ những cái gỗ nhỏ dưới kia kìa, đúng không? Để tới giờ là họ phải dọn lên. Thì mấy cái chị này là có sạp dưới đây hết, sạp này nè. Có sạp. Cái dừa gì đó. Nhưng mà người ta sẽ bán ở ngoài này. Đúng rồi. Nhưng mà cái không khí chợ này sao cực kỳ độc đáo luôn ha. Sau 10 giờ thôi, giờ đây họ cũng bán bình thường. Còn những người nông dân của mình thì phải dọn đi. Anh không biết là nếu như mà thời tiết mưa gió này như thế nào. Thời tiết mưa gió thì anh thấy mỗi người có một cây dù hoặc là chùm, em thấy là có chùm cao su lại tấm bạc á. Mưa thì người ta sẽ căng dù lên. Anh thấy hôm nay trời mưa họ có những cái dù nè. Còn những cái người nông dân mình thì chùm áo mưa anh thấy không? Có những cái áo mưa đó cũng được đội áo mưa thì người ta bán bình thường vậy đó. Này là hành. Cái này là những cái loại rau mà thơm ở trong vườn đồ trồng đem ra bán nè. Ở Hậu Giang thì cũng có đặc sản là khóm. Có một cái Toàn có một cái đặc sản đó là củ khóm hả Toàn hả? Dạ. Này là khóm. Thường khóm cái củ hồ khóm họ bán bên đây. Cái cô này là tiểu thương hay là nhà vườn? Tiểu thương anh, những tiểu thương không phải dưới. Một số người ta mua đi bán lại giống như có hôm 11 12 đêm á người dân ta bán. Cái xong một số người ở đây á họ không có đất cát hoặc là họ không có đi làm công nhân được á thì họ mua lại những cái người của nông dân xong họ đem lên đây họ bán lại. Hình như cô này giống như nhà vườn nè.
không phải nhà vườn. Cô hôm bữa em cô làm mua đi bán lại á. À dạ. Rau này là mồng tơi hay cô? Rau dền đỏ. Rau dền xanh. Rau dền đỏ đó bao nhiêu một ký? Rau dền đỏ 20.000 ký. 20.000 ký. À sao bây giờ không bán khóm nữa, bán khóm nữa mà bán ký rồi? Ký không cho nó công bình. Công bình. Không ai đổ lại. Nếu như có nước bị nặng thì sao? Có đâu có nước gáo trơn à. Gáo để thao gáo lại. Rửa cho sạch. Bà ngồi chợ này bán bao lâu rồi? Cũng vài năm rồi. Vài năm rồi. Dạ. Rồi, chúc bà sức khỏe ha. Rồi rồi rồi, cảm ơn. Đây là bán dưa cải muối. Ồ đây cũng bà ngoại nữa nè. Dạ. Bà bán này lâu chưa bà? Lâu rồi cậu ơi. Nhiều năm rồi? Hồi giờ chợ giờ chắc cũng 10 năm rồi. 10 năm rồi, có thâm niên ở chợ rồi. Ngày nào không đi chợ có buồn không? Buồn. Buồn hả? Ở những ngày Tết này bà chuẩn bị cho ở nhà hết chưa mà sáng ngồi chợ bán? Dạ có rồi cậu. Cũng mua gạo thóc được xong hết rồi. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Đây là cái lục bình đó anh. Lục bình. Lục bình. Lục bình. Lục bình bán luôn. Bán luôn. Thì bán làm sao? Bán 20.000 ký. Cái này là mình làm vàng con. À nó bình thường là mẹ sao không đi vậy á. Quay. Sao mở rồi làm gì được. Dạ. Nấu canh chua cũng ngon ha. Chua cũng ngon mà sao mở cũng. Nhưng mà nhiều lắm thì mới được bao nhiêu đây á? Cái này mua 5.000 sao ơi. 300 gram cái gì? Thì bọc 10.000 chia ra đó là nhiêu quẹ bắt đầu kêu mẹ đừng quay cái đậu lạc rồi. Trời mưa nên cô bằng áo mưa họ phải ngồi họ bán cho hết lộ mộ bán cho xong luôn. 300 gram 6.000 cho bớt ra bao nhiêu năm thì không muốn thôi đi à. Cả bán 15.000 ký và bán có 20. Trời ơi anh mua đi chơi. Có mấy kia có 8 kg đó. Cái này là cô lấy lại hay là em tước đi xong? Cô tước luôn hả? Tước rồi nè. Rồi phối là mấy ngàn? 6 ngàn. 5 ngàn không bán cô. Cô 10 ngàn phối là 5 ngàn cho nhiêu trời. Có mấy lục bình mà nha. Hai lục bình rất đẹp vậy hả bạn? Đẹp hả? Đẹp hả? Xem sống nào. Sống rồi nó thấy chứ. Đúng là chị kia rồi. Sao chào cho bả luôn rồi đó. Bà chị, sao mới nói gì em mới nghe cái gì mà bà nói quá rồi cưng ơi. Ới quá mà quay hoài hả? Quay phim chị làm chi vậy mấy nữa. Quay phim đừng cho bán đắt. Trời ơi trời. Anh thằng bán trời mưa nè cưng. Bán ế đeo vàng đỏ chứ. Phải mà bán đắt chắc đeo từ đây đến đây nè. Nói cái gì vô không mà cưng. Phong thủy ra đeo cho được. Nó lên máu rồi mình đeo cho nó hạ xuống nó cưng. À. Cái này là khổ qua. Mày nói cái gì vô mà cưng. Mày nó đưa tao lên đài đụng mẹ người ta. Tao đồn tao chết luôn. Đồn sao? Tao đồn tao nói bà Út này bà. Đây bà đẹp mà, cô Út đẹp. Ở đây có mấy cái này hay nè. Ngó sen. Này ngó sen. Cái này là cái bồn bồn. Bồn bồn. Bồn bồn này là làm dưa chua lan hết sảy luôn. Bồn bồn. Ngó sen, bồn bồn. Còn bên đây là củ sen. Củ sen. Đây nhất là mấy bầu ngoại như thế này. Yeah. Chào ai? anh thấy ở chợ mình có cái đặc biệt không? Bà con dân mình đi thì cái đội cái đống lá của người miền Tây á. Ồ cái này là bông lục bình. Quay chơi cái thấy đẹp quá mà. Cái này là bông lục bình đó bà ngoại. À. Một con gì nhiêu ai? 5.000. Cái này mình chấm với mắm ha. 5.000 nhiều ghê á. Ngoài làm chấm mắm rồi còn gì nữa ngoài? Xào được luôn. Vũng lẩu. À vũng lẩu được luôn. Mà cái này một đống luôn mà bán 5.000 à. Hay quá.
này đẹp ghê, bông này đẹp ghê. Rất là nhiều sạp ha. 2, 3, 4, 5, 6, 7 dãy luôn á. Ở đây có cà tím nhỏ đó kìa. Cà pháo à? Ồ, cà pháo hả? Ở đây gọi là cà pháo. À. Cà pháo chứ không phải tím. Dạ. Ô, xin lỗi mọi người. Đây là cái trái này là cà pháo. Cà pháo bi phải không cô? Đẹp ghê. Giống như nó bự quá, nó mưa, nó thời tiết anh nên nó bị nứt trái. Nứt trái nên người ta đem ra đây người ta sẽ bán. Sau này sẽ cắt quả lòng. Bị nứt hết trơn nè. Đây là chuối cây hả con? À, bảo nhanh ghê á. Này có bắp chuối nữa nè. Bắp chuối non, cái này mình bán sao? Còn cái này là chuối cây mình làm gỏi. Ha. À. Ồ, bán lâu chưa mà bảo nhanh với con? Cái máy quay không kịp luôn hả? Chuối này là chuối gì hả con? Này là chuối hộp. À, chuối hộp ăn gỏi gà là hết sảy luôn á. Nước này là nước phèn đúng không? Nước chanh. Cô bào như một cái máy luôn á mọi người. Cái nhỏ đắng không? Đây là bồn bồn nè. Ngon đâu, chỉ là đắng ngon không biết, có đem thôi. Cái cô nào mà bán ngó sen thì bán kèm luôn cái bồn bồn. Cái giác à, cái giác miền Tây mình hiện nay cũng hiếm lắm. À, bên đó bán cái giác đó kìa. Ủa, qua đó được ơi, cho mọi người biết. Cái giác là nấu... nấu món gì Toàn? Canh chua đúng không? Canh chua hoặc là kho lạc, bỏ trái giác vô mình chấm với các cái món gạo đồng. Hôm nay em đãi anh món đó ha. Ồ, cá gô mà lát nữa mình mua trái giác này về mình nấu cá kho hết sảy ha. Cá chuối. Đây là trái giác. Đây là cái lần đầu tiên mà thấy một cái khu chợ mà bán trái giác luôn á. Cái giác này cô bán sao á? 25.000 chú. 25.000 hả? Ừ. Nhưng mà mình để mình kho cá này mình kho cá hoặc mình nấu canh chua. À. Mua nhiều không còn kho cá mình mua nhiều không? Chắc 5-6.000, 5.000 đủ. Dạ, anh mua ít à. Còn nhiêu anh mua? Mình mua nhiêu? Về khoảng 5.000 thôi. Đây có nhiều nó chua. Cái giá nó có chua. Cái này bông bông súng ấy à? Súng đồng. Súng đồng. Này súng đồng nè. Đây, 5.000 nè con. Lần đầu tiên mà thấy bán được trái giác bán ngoài chợ. Trái giác này là cỡ này chỉ có mình tôi bán à, tại vì nó nghịch mùa nó nát lắm. Rồi chú ăn nhưng mà bên này mình ăn sống được không? Không, ăn chín không à, ăn sống được. À, chua quá hả? Ăn sống nó bị ngứa. Có trái giác có trái bần nữa đúng không? Bần nó hiếm. À, đây là bông xuống. Hết này không? 25 ngàn. 20 không? 25 nó thiệt à? Này là bông súng gì mở nhỏ vậy con? Bông súng đồng, bông súng cơm mình á. Con này súng này lạc. Này là bông này đồng. Nó ngoài đồng, bông súng đồng á. Hay hả? Cái này nó màu thiên nhiên, còn này mình trồng. Hay ghê ạ. Rồi, cảm ơn con. Cô này bà bắp chuối. Đó, ở miền Tây của mình á, đa dạng về món ăn của ha, thường ha. Và những cái ẩm thực rau củ á, phải nói là cực kỳ đa dạng luôn á. Thậm chí là bên đó người ta bán có cả là gì? Lá dứa đúng không? Lá dứa. Lá dứa. Ốc đắng ở Hậu Giang đấy mọi người. À, ốc đắng nè, đắng quắn. Ốc đắng á, này là ốc quắn hay ốc đắng? Ốc quắn quá. Ốc quắn phải không chị? Hình như mấy cái mương mà có mía
thì nó có nhiều. Ôi con ốc này to á. Ốc luôn nó lục tại ốc muộn á. Thôi. Đây là những cái chiếc ghe mà người ta chở từ ở vườn ra đó đúng không? Dạ, đúng rồi. Người ta đem mặt hàng mình ở ở đó còn một cô kìa. Dạ. Đó còn một cô bán đó kìa. Dạ. Cô này đem giao ra ra chợ bán. Này đem ra chợ bán hả cô? Này là cải nhà trồng hay sao? Nhà trồng cải xanh. Trồng được gì đem ra bán đó ha. Nhà cô xa đây không? À, nhà cô bên phường 4. Ừ. Bao nhiêu cải đó cần ngon ghê á. Ừ. Nhiều ký á cô? 20 ngàn. Cải cải bẻ xanh. Ủa cải? Cải xanh chứ. Cải xanh. Cải xanh. Cô cho con ký đi. Cho các em có. Mở hàng cho cô. Cải này ngon lắm á. Em có tiền lấy nè. Anh có tiền lấy anh. Anh mở cho cô chứ. Có. Giống như họ có trồng cái gì đó, cái họ đem ra. Nhưng mà cái này là khỏi sợ sâu luôn ha. Ở đây cũng là cái bến bến phà tập kết đúng không? Đò dọc anh. Bến đò dọc. Bến chợ chứ. Bến đò đâu bên đâu. Bên đó đó, bên đó nó có cái đò bên kia đó, nó là cái đò dọc. Đủ chưa cô? Rồi, ký nhiều lắm. Rồi đem ra mà bao nhiêu đó bán chừng 60-70 ngàn, một phao này bán chừng chắc khoảng 60 ngàn là hết rồi. Khoảng 60 ngàn hết nè. Hai. Rồi. Còn bán mướp nữa. Cái cây cũ nữa đó. Dạ. Đi chợ cô đi bán chợ này bao nhiêu năm rồi? Trời ơi, cô bán biết nhiêu năm rồi, mười mấy năm rồi. Dạ hả? Cô bán từ trên cầu Đoàn Kết xuống tới đây đó. Hồi xưa mình có cái chợ ở trên đó. Xưa có cái chợ cầu Đoàn Kết đó. Đi chợ rất vui ha cô ha. Mật bán giờ này gần 10 giờ người ta nghỉ đuổi rồi sao? Đúng rồi, chợ này 10 giờ đuổi gì á. Đuổi gì vậy? Đó bán đến 10 giờ thôi. Bán đến 10 giờ gì? 12 giờ là nhóm rồi. 12 giờ đêm nếu mà 1 giờ gì đó là nó vô đây nó bán rồi. Bán sớm lắm. Một cái chợ khá là lạ người ta Việt Nam luôn á. Cái chợ này á. Dạ. Bán tới 10 giờ là nó coi như là nghỉ rồi cho người ta ở trên người ta bán á. Dạ. Chưa dư bán hết mình ở trên bán đâu được đâu. Ở trên người ta mà có lô sẵn đó. Nếu mà mình bán hoài thì người ta ở trên người ta bán không được. Dạ. Đó, thành ra nó khó gì. Anh biết thì cái giá ở đây á, dân trường mang ra nên nó rẻ hơn. Rồi, cảm ơn cô, chúc cô sức khỏe. Đây là bên đây là cái khu này là chỉ bán rau củ thôi. Dạ, rau củ. Người ta sẽ bán rau củ chia ra làm rất là nhiều sạp như vậy. Mà gọi là cái khu chợ trời thì nó cũng đúng nghĩa luôn. Tại vì bán ở ngoài trời hết à. Chợ Chùm Hổm cũng đúng luôn. Mà không ngờ ngay tại một cái thành phố như thế này là có một cái khu chợ khá là độc đáo. Mình thấy khi mà mình đi ở nhiều nơi đâu còn cái chỗ nào để giữ được cái chợ nó đặc trưng như vậy. Ở đây là cô này bán cá sặc nè. Còn cá lau kiến anh bây giờ bán rất là nhiều. Con cá này là con cá lau kiến nè. Con kiến người ta lột nha. Đó, con cá đó người ta lột nha. Thậm chí là có người ta có thể làm khô đó. Dạ. Bên này bán tép. Có cả bên đây là có ốc nè. Cá lóc. Rồi đây là ốc bu. Đây cá bóng. Sạp cá thì ở đây hình như là người ta sẽ ít hơn đúng không con? Ít hơn bán rau củ hơn. Ở đây chỉ có mấy dãy ngắn thôi. Nhưng mà đi đa số là cá đồng đó nha còn ha. Dạ, phần lớn là cá đồng anh. Sạp gà. Yeah.
không có cây dù mà mưa một cái thì hôi luôn. Trời, sắp mưa rồi nè. Sắp mưa luôn rồi. Thôi chắc có lẽ là mình sẽ kết thúc clip tại đây ha. Tầm một. À, này là hẹ nước nè. Hẹ nước này là chấm sống rồi số bột luôn. Tầm một. Bán có gì hả con? Con trồng kia 15 ngàn đó con. Trồng bó gì đó. Một bó này nhiêu? Bó 2 ngàn. À, bó này có 2 ngàn thôi. À, trồng kia 15 ngàn. Mua chục ngàn, mua 1 ngàn rưỡi. À, này chấm với... Cá kho. Mình mua này đi. Mình mua cái này trong mấy cái dãy khóm rồi. À, à. Này, chị lấy 10 bó hả? Ờ, à, chục bó 15. Ngon ha. Mình để chị mình chấm luôn hả con hả? Dạ, dạ. Mà lấy cái này khó không? Khó, lấy khó lắm. Dạ. Lặt ra khó. Dạ. Lặt ra là nhiều quá, sạch ra. Ờ, mấy cái này đi chầm, bà con mình phải chầm mình. Đây là những cái đặc sản mà có 102 luôn á. Hôm nay là ghé nhà Toàn thưởng thức món ăn cá gì kho Toàn? Cá mè dìm, cá... Cái hạt sen đi mấy anh, hạt sen dạng đưa bó 10 nha, đặc sản Hậu Giang. Rồi, cá bần, rau, hẹ nước. Nhiêu đây mà mới có này 5 ngàn, này 20, này mới có 40 ngàn. Chùm sen 10 ngàn, có như là 5 chùm. 10 ngàn 1 ký. Vui chợ vui ra. Và những ngày cận Tết như thế này á thì được Toàn hướng dẫn đi một cái khu chợ gọi là khu chợ Chồm Hổm độc nhất ngay tại miền Tây. Hôm nay thì anh em cũng mua được một ít rau để mà về nhà Toàn để mà nấu món ăn để quay cho cô bác quý anh chị biết một cái cảnh của miền Tây, một bữa cơm ở miền Tây ngay tại tỉnh Hậu Giang là như thế nào ha. Còn bây giờ hẹn gặp lại và cô bác quý anh chị ở những cái đoạn video clip sau ha. Yeah, chưa quá Toàn, cảm ơn em nhiều. Giờ mình đi ha anh. À. Yeah.